Mến chào các bạn, hôm nay mình vừa làm xong một cái dàn cầu bơm nước cho một em trai ở Kiên Giang ha. Đây là dàn cầu cho máy Yanmar XS80 là do em trai ở Kiên Giang đặt ha. Thì ở đây mình có mẫu máy để mình làm luôn nên em ấy chỉ gửi có cái hộp này lên nè các bạn. Đây là cái hộp tua 14 em ấy làm để bơm nước ha. Thì đây là cái dàn cầu kiểu của mình làm ở đây nè các bạn. Và anh em nào thấy vừa mắt với cái dàn cầu này của mình ha thì có thể tham khảo, mình có chia sẻ cái kích thước trong cái video này luôn đó, các bạn có thể là tham khảo và đặt thợ làm hoặc tự làm hoặc có thể liên hệ với mình để mình làm cho cũng được ha. Đây, các bạn có máy gì đó thì có thể liên hệ với mình làm mình đã từng làm cho nhiều khách hàng và gửi đi khắp mọi miền đất nước hết rồi các bạn ha. Nếu bạn nào mà có nhu cầu thì mình có thể mình làm cho. Rồi giờ mình chia sẻ cái kích thước của một cái dàn suxi bơm nước ha các bạn. Cái dàn này thì sử dụng cho cái máy XS kia 80. Mình đo kích thước mình gửi cho các bạn coi luôn. 40, ui nó 40 nha các bạn. Rồi. Hai cây V hai bên. Một cây là 1m9 này các bạn. Cho cái lọt lòng này các bạn, lọt lòng của cái khung này. Cây V này là mình ngửa ra ha các bạn. Mình hàng một cái cây giữa này là nó 27 đó ha. Cái vòng khung này là 27 rồi. Ở đây là mình làm một cái cạc đăng nó có bố vậy luôn các bạn. Đây, để mình đo cái tiếp đây ha. Cái tiếp thì dài 2m9, cái lắp ở trong dài 3m nha các bạn. Lắp dài 3m nè, này mình tiện con ha. Cái này thì mình bắt vào trong cái tổ máy ha. Cái này mình bắt vào trong cái bánh trớn máy nè các bạn. Ở bên trong nó gọi cái bố vậy ha, bố chữ thập. Mình cũng có nhiều cái video mình chia sẻ cái làm cái bố các đang chữ thập kiểu này ha. Bố này thì ngoài thị trường nó cũng bán rất nhiều các bạn, dễ mua ha. Ở đây cũng vậy, ở đây là bên trong nó cũng là cái bố chữ thập mà giống như thế này ha, làm bố kính mà nhìn nó rất đẹp mà chạy cũng bền ha. Và đây là cái ổ đạn, toàn bộ là mình tiện hết ha các bạn, mình không có xài đồ chợ ha.